đến Đà Nẵng sao đi đâu cũng đẹp, đi một lần mà trăm nhớ nhiều thương. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay Vân đang có mặt trên một chiến xe bão táp. Trời ơi. Ôi lỗi, xin lỗi. 5 phút à. Ủa quên, xin con lỗi nhỏ à. Này. Hồ lô. Hồ lô. Xin chào tất cả mọi người. Dạ. Chào mừng mọi người đến với vlog của của bốn người chúng em, của gia đình chúng em ngày hôm nay. Và bây giờ em ơi, tụi anh không có vlog. Cô nghe vậy. Đúng rồi. Rồi anh xin mời chào mừng mọi người đến với vlog của Nguyễn Trần Thanh Nhơn. Xóa kênh đi. Ôi buồn quá. Xóa kênh liền. Thiệt luôn. Quá trời nhỏ mới nhú lên. Mới nhú lên đã bị vùi dập. Vùi dập nha. Vâng, đó mọi người, tụi em đi đâu à? Wow, đi đâu à? Đi đâu à? Ăn bánh bèo nằm lòng. Bánh bèo nằm lòng ở Đà Nẵng. Mọi người hãy theo chân Vân. Xin mời. Xin mời. Đây người yêu của Vân nè. Đây người yêu của tôi. Bánh bèo bánh ướt gói nằm lòng. Nem bì. Chào mừng mọi người đã đến với bánh bèo. Ủa còn một lòng không ạ? Bèo ướt một lòng. Nhúc. Ủa hả ơi. Ủa sao cô đeo vậy? Chưa ăn bánh gói bao giờ. Bánh gói là bánh gì ạ? Bánh cực gói ạ. Chị mở rồi chị tặng em cái nem mà chị có tặng em đâu. Tặng nó cho em. Tặng cái nem chị đó. Chị cũng tặng mấy thôi. Thôi. Tâm đi. Cái này bao em được không? Được. Chị nhỏ không? Mua hàng em mà ra cũng bao em được. Vậy là chị nhỏ đúng không? Chị nhỏ. Vâng. Và thế đã hết. Hết gì? Buồn ăn được. Quá ngon, quá tuyệt vời. Cô nghĩ là để nhà chứ không nói đi. Để nhà để Đà Nẵng hãy nhớ ghé quán không? Bánh bèo ướt gói nằm lọc nhung 322 xuyên hoàng. Lên đường ăn tiếp ạ. À.